Thắng đi kiểu gì mà lâu thế nhỉ? Chị khát nước quá, chị nhờ anh Thắng đi mua chai nước mà mãi chưa thấy về. Thôi chị ăn tạm của Chôm Chôm cho đỡ khát vậy. Thắng Ngã anh về đây. Anh Thắng đi cẩn thận không trượt chân ngã bây giờ. Thế này thì lấy đâu ra nước mà uống nữa? Đầu mông quá. Anh bị ngã đau như này mà em không hỏi thăm anh mà em lại hỏi thăm nước à? Không biết ai lại vứt mấy cái vỏ Chôm Chôm ra ngoài đường thế này. Để Thắng đi qua nhắm đổ mất cả lon nước của Thắng. Nhưng mà em khát lắm rồi, làm thế nào bây giờ? Không sao, vẫn còn nhiều nước lắm, lo cái gì mà lo. Đây này. What? Còn bao nhiêu nước như này luôn. Đây. Không, em không biết đâu, anh phải đi mua chai khác trả em. Làm gì còn tiền mà mua chai khác. Làm sao mà hết tiền được, em đưa cho anh tận 20.000 cơ mà. Nhưng mà anh mua hết tiền rồi còn đâu nữa. Thế anh mua chai nước bao nhiêu tiền? Anh mua chai nước ấy 10.000. Thế còn 10.000 nữa đâu? Còn 10.000 nữa. Đây, còn 10.000 nữa anh mua 3 con quay. Sao anh lấy tiền của em đi mua linh tinh? Uống nước làm cái gì? Tí nữa anh bảo anh rót cho em hẳn 2 cốc nước lọc để uống. Đây này, cho em xem 2 con quay nó xịn lắm. Bình thường là bọn nó chỉ 10.000 mà nó chỉ mua được 2 con thôi. Nhưng mà 10.000 anh mua được hẳn 3 con luôn. Đây là cái mặt quay. À không phải, gọi là con quay lưỡi cưa. Đây là cái chiếc dây màu xanh lá cây. Bây giờ là anh sẽ lồng nó qua cái lỗ này. Một hỗ. Còn lỗ này nữa. Hai lỗ. Xong bắt đầu là thắt nút cái đầu này lại. Ờ nhưng mà vẫn còn 2 cái vòng tròn tròn này nữa này. Ờ nhỏ, hình như là 2 cái vòng tròn tròn này là luồn vào cái dây này sao ấy. Một cái vòng tròn tròn này là sẽ vô trong này, luồn cái vòng tròn tròn này vào bên này. Một cái vòng tròn tròn vào bên này nữa. Xong bắt đầu là thắt nút. Ok, như vậy là đã có lưỡi cưa này. Để làm cho nó quay là thằng phải quay như thế này. Xong bắt đầu giãn à. Ghê chưa, ghê chưa. Ôi, xịn thế, cho em nghịch nữa. Đây, cho em mượn cái con quay của anh. Thôi, nhưng em thích con mới cơ. Nhưng mà lồng dây thế nào nhỉ, em quên mất rồi, anh chỉ cho em nữa. Đây, bây giờ em bỏ hết ra đi. Có 2 cái vòng để mình móc vào tay cầm cho chắc nha. Để xuống đây đã, bây giờ em lồng một sợi dây vô đây. À, từ từ, quên mất. Em lấy một cái vòng hình tròn này, xuyên sợi dây qua một cái vòng này. Xong bắt đầu luôn qua cái lỗ bên kia đây. Rồi, xong thế nào nữa? Xong rồi em lại lấy một cái vòng khác, em luôn sang bên này. Xong rồi đấy, bây giờ em lắc tay thì cái con quay nó sẽ quay. Mà phải gọi ấy, đây là cái máy chém chứ không phải là con quay nữa. Wow. Thành công luôn. Cái con quay nó xịn nhở, anh Thắng nhở. Nhưng mà em mới khát nước mới lại nóng lắm, anh làm thế nào đi? Thôi được rồi, em khát nước ấy, thì tí nữa anh sẽ cho em hẳn 3 cốc nước lọc luôn. Còn nóng ấy, anh vừa nghĩ ra một ý tưởng luôn. Bây giờ anh với em sẽ đi bơi. Nhưng mà em hết tiền rồi còn đâu, có mỗi 20.000 thì cho anh mua nước rồi còn đâu nữa. Làm gì mà cần tiền, anh vừa nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ là hay. Đó là bây giờ anh với em sẽ làm bể bơi ở trong phòng ngủ. Anh bị làm sao đấy, phòng ngủ thì làm sao mà làm được bể bơi? Làm được là làm được. Bây giờ anh với em sẽ đi lật cái giường lên làm bể bơi ở trên chiếc giường đó. Không thể tin nổi, nhưng mà bây giờ làm bể bơi ở phòng ngủ của ai? Của em chứ còn của ai nữa. Được rồi, bây giờ Thắng cùng với chị Nga thì phải dọn tất cả các đồ đạc ở trong phòng này đi ra ngoài. Nếu không phải tí nữa có nhiều nước nó sẽ ướt hết tất cả mọi thứ ở trong này đấy. Yeah. Trời ơi, mãi mới được luôn. Đâu, Thắng Nga, anh ngồi dậy đi, đau tay anh cả tay anh nhở. Thắng đã dọn xong tất cả các đồ ở trên giường rồi. Bây giờ Thắng và chị Nga sẽ kéo cái giường này ra giữa để cho nó rộng hơn. Để mà xin nước là ta phải có tấm bạt to như thế này. Tên tên xong rồi nha. Chính ngay làm xuống bơi chính ngay. Anh bị làm sao ấy, đã làm gì có nước đâu mà bơi. Ờ nhờ, làm gì có nước đâu mà bơi. Bây giờ là phải đi lấy nước để cho nó chảy vô trong này thì mới thành một cái bể bơi được. Đây rồi, có vòi nước rồi. Bây giờ em sẽ lấy vòi nước ở đây. Đây là 2 chiếc vòi nước khác nhau, một chiếc vòi màu đỏ và một chiếc vòi màu xanh. Để mà nối được 2 chiếc vòi này lại với nhau thì đang phải có một chiếc ống bé bé như thế này đây. Một đầu cắm vào vòi xanh này, một đầu cắm vào cái vòi đỏ này. Xong. Thắng ơi, có nước chưa? Chưa có anh Thắng ơi. Ơ sao vẫn chưa có nước nhỉ? À đây, nhìn cái vòi. Thắng ơi, có nước chưa? Vẫn chưa thấy gì. Ơ sao vẫn chưa có nhỉ? À quên mất, chưa vặn vòi nước. Bể bơi có nước rồi anh Thắng ơi. Nhưng mà anh cứ thấy lo xấu xấu kiểu gì ấy. Em cho anh mượn 100 quả bóng bay của em và cho anh mượn cả một đàn vịt nữa. Ui, chị Nga nhiều đồ xịn giỏi nhở. Thắng này không có nhiều đồ màu sắc giống như chị Nga, nhưng mà thằng có một dây nước cam, thế này vừa bơi vừa uống nước cam không có gì sướng bằng. Chưa hết đâu nha, Thắng vẫn còn 2 chùm Chôm Chôm. Thế này vừa uống nước cam xong vừa ăn Chôm Chôm, quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà trời nắng to quá, em cứ thấy nước nó ấm ấm thế nào ấy. Anh đã có cách. Đây này, 50 cân đá. Thế này thả xuống nước á, người có một đóng băng luôn. Được rồi, bây giờ chị Nga bỏ cái đá này giúp anh. Ở bên dưới này vẫn còn một khay nữa này. Kiểu như đá nó lạnh quá mà nó hôn nhau ấy.
ra luôn. Thôi chết rồi anh Thắng ơi, mấy viên đá này nó dính vào nhau không bỏ được túi bóng ra. À bỏ được ra rồi. Đấy, nhiều đá như thế này em đã thấy mát hơn chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ là người đầu tiên lặn xuống cái bể bơi này. Không được, phòng này là của em, nên là em sẽ là người lặn đầu tiên. Nhưng mà anh là người tạo ra nó. Thôi, nhưng mà anh nhường em đi, không em đuổi anh xuống nhà đấy. Bây giờ chị sẽ thả hết túi bóng này xuống dưới bể bơi cho nó đẹp. Wow, anh thấy đẹp chưa? Có đồ chơi đẹp rồi, bây giờ phải có cả nước để uống nữa. Lúc đấy chị Nga kêu khát, thì cho chị Nga hẳn 6 lon để uống luôn. Đây là chôm chôm. Wow, đẹp chưa? Thằng phải bứt từng quả, vứt xuống như này thì nó mới đẹp, còn đâu để cả chùm thì nhìn nó buồn cười á. Chị sẽ bắt cùng anh Thắng trên này. Chôm chôm này nó không nổi trên mặt nước nhìn chả đẹp gì. Anh vứt chôm chôm xuống để ăn chứ phải để ngắm đâu mà cần đẹp. Đã xong, bây giờ chị sẽ là người lặn đầu tiên. Tao mới đến được anh lặn. Thôi chị sẽ bước từ bên ngoài vào cho nó sang chảnh. Wow, mát quá. Mát nhỉ? Quá mát. Ui, hàng ngã ơi, kiểu như anh lổi được lên này. Không cả dây lổi được luôn. Anh điêu thế, cái bể này có sâu đâu mà chả nổi được lên. Cho anh ăn quả chôm chôm. Ui, cho anh thêm một chai nước nữa. Mời đại ca. Ê, Thắng sẽ cho chị Nga. Cảm ơn chị Nga đã bật nước của Thắng. Mời các em uống nước nhé. À, Thắng biết rồi, biết lúc nãy là ai vứt chôm chôm ra ngoài đường xong bật ngã rồi. Ở nhà có chôm chôm, chỉ có chị Nga ăn xong bắt đầu chị Nga mới vứt ra ngoài đường thôi. Đúng không chị Nga? Phải. Nhìn này, con vịt này nó kêu luôn nhé. Mấy con vịt con nó cũng kêu được luôn. Mấy con vịt con kiểu như nó bị khàn cổ hay sao ấy. Đâu chị Nga ơi, cái con vịt của anh nó kêu ở đâu? Đây này, anh phải cho con vịt lên bờ thì nó mới kêu được chứ. Anh thử úp mặt xuống dưới nước xem anh có nói được không. Để anh xem nào. À đúng rồi, chị Nga bảo úp mặt xuống dưới nước. Tự nhiên anh nghĩ ra một trò này. Đó là bây giờ Thắng cả chị Nga sẽ thi xem là ai thở được ở dưới nước lâu hơn. Tưởng gì, thế thì anh Thắng thua chị rồi. Bởi vì chị là người biết bơi, còn anh Thắng không biết bơi. Nào nào nào, bắt đầu. 1, 2, 3. What? Ui, chị Nga không hụt vào. Anh Thắng bị chị chôn. Chị có hụt đâu mà anh Thắng cứ hụt. Thế này là chị Nga không được rồi, chị Nga phải chơi công bằng chứ. Lại 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 nha, giờ chơi nghiêm túc. 1, 2, 3. What? What? Chị Nga nhịn thở cái gì mà lâu thế nhở? Em ngụp cái gì mà lâu thế? Yeah, chị là người chiến thắng. Chị Nga có biết đây là cái gì không? Cái gì mà nhiều màu sắc thế? Nhưng mà nhìn nó bé tí ra. Đây nhá, đây là hạt lở. Bây giờ là Thắng sẽ thả nó xuống nước, xong bắt đầu là nó lở to tướng luôn. Mới đầu nhìn nó bé như này thôi. Đây, bây giờ chị Nga xoáy ra xong rồi thả xuống dưới bể bơi này. Wow, trong này còn có cả một con khủng long. What? Đây mà là con khủng long. Các bạn nhìn này, đây là con khủng long. Tí nữa nha, cho chị Nga ngâm nó lở ra để xem nó là con gì. Đây không phải là con khủng long. Cứ thả xuống nước này. Ôi, bé tí là chả nhìn thấy cái gì. Cho em thêm mấy lọ nữa đi. Anh có nhiều, anh sẽ cho em hẳn một lửa này luôn. 3 lọ, 4, 5. Wow, mát quá. Thế này mà không có anh Hải sang bơi cùng. Ngay đi ra, đi ra. Ra ra để anh bơi ngay. Thế anh bơi giỏi không? Ôi Nga ơi, anh mới phát hiện ra một cái trò liên quan tới quả bóng này rất là hay. Đây nhá, bây giờ anh thả nó xuống dưới này. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Wow, thấy xịn chưa? Lại nha, lại nha, lại nha. Nào, 1, 2, 3. Ôi, thấy nó cao chưa? Lại có màu vàng rơi nhá. Nhìn này, nhìn này. Xong bắt đầu anh thả đấy. Wow, cao chưa, ghê chưa? Đây nữa, nhìn đây này. 2 quả. Ghê chưa? Đố chị Nga làm được luôn. Tưởng gì, anh Thắng thì chuyện trâu ấy. Cái này ai chẳng làm được. Đó, thấy chưa? Đây. Úi, tên tên em. Anh Thắng ơi, em thấy ở trên bể có ít bóng lắm. Thế là em mua một bịch bóng bay để bơm vào cho nó đẹp hơn. Hay là bây giờ em với anh nhau thi thổi bóng bay, xem ai thổi được nhiều hơn. Không thì anh lười lắm, anh lại bắt em thổi hết. Ok luôn, rồi bây giờ đang mát trò gì cũng chơi. Sao chị Nga lại mua bóng bay bé tí như thế này? Bé nhưng mà nó có nhiều màu sắc, thả xuống bể bơi này nó mới đẹp. Nhưng mà bé quá thổi nó đau mồm lắm. Thế mới gọi là thi chứ. Ôi, bóng bay bé nên là thổi bé thôi, không nó lỗ.
Chị Nga chơi kiểu gì đấy? Bây giờ thi thổi bóng bay mà chị Nga lại cầm cái bơm thì làm sao mà thằng thằng nổi chị Nga? À, tự nhiên thằng nhìn thấy cái bơm của chị Nga, thằng nghĩ ra một cái trò. Bây giờ thằng sẽ cầm cái bơm này, thằng hút nước dưới này. Xong, giờ cái bơm bóng bay này nó sẽ thành một cái súng nước. Mấy bạn nhìn đây. Anh Thắng, anh làm gì thế? Từ nãy đến giờ chị cứ cho con vịt mẹ mấy con vịt con tách nhau ra đi chơi một mình. Bây giờ chị sẽ cho con vịt mẹ cõng các con vịt con. Tèn ta lên. Trời ơi, cứu tôi. Ừ, nhưng mà bị lật mất rồi. Đâu, nhìn đây này. Cân bằng vào thì nó không bị lật. Một con, hai con, ba con. Nhìn này, bây giờ thôi ba con, nó chỉ cộng được ba con thôi. Bởi vì mà là một bộ của nó có ba con mà. Thôi cả đi. Uầy. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi. Đấy, anh đã bảo là nó chỉ cộng được ba con thôi mà anh mới thả bốn con vào. Nó lật là phải. Không phải đâu, tại vì là nước nó vào trong cái con vịt này này. Bây giờ phải tháo ra thì nó mới nhẹ. Đây này, hàng ngàn nhìn đây này. Con vịt của anh nó cõng được cả 3 con vịt con luôn. Bây giờ chị sẽ thử cho một con vịt nữa xem con vịt mẹ có cõng được không nhé. Đấy, con vịt này nó cứ rơi. Đấy, cõng được anh Thắng ạ. Để anh cho nó thêm một con nữa. À, bơi đây con vịt này. Ui dồi ôi, rớt rồi. Sao vịt mẹ nó cứ chạy chạy đi đây. Em thả lên. Okay luôn. Wow. Vẫn cõng được. Cõng được 5 con luôn. Ui, hàng ngàn ơi. Mấy hạt lở nó to như này rồi này. Như thế này vẫn bé. Anh phải thả từ giờ đến ngày mai thì nó mới to. Ờ nhờ, đang nghe là mày thả từ lúc đầu, xong là nó sẽ to hơn như thế này nhiều. Đây này, có cái con khủng long của chị Nga nó vẫn chưa lở ra được. Cái con khủng long của chị Nga này phải đợi đến ngày mai thì nó mới lở to. Nói lại cho các bạn nhá, đây là cái con lạc đà chứ không phải con khủng long. Thấy hai biếu của nó chưa? 1, 2 này. Thôi trời tối rồi, em phải đi xuống nấu cơm đây. Ờ nhờ, bây giờ cũng muộn rồi đấy. Lên anh phải thu dọn tất cả các đồ đây thì tối nay mới có giường để ngủ. Ok nha, bây giờ tôi sẽ kết thúc cái video tại đây và hẹn gọi tất cả các bạn trong cái video ngày mai. Còn bây giờ là bye bye. Ui các bạn ơi, Thám kể chị Nga đi ăn cơm xong quay trở lại phòng ngủ thì thấy mẹ lở to tướng như thế này này. Nó lở to tướng mà cả bây giờ nó căng mọng tròn như kiểu là cái viên gì ấy. Nhìn như viên thạch. Đúng rồi đấy, nhìn như kiểu là viên ngọc ấy. Cứ núng ra núng đứng. Sao thích nhỉ? Ui chị Nga nhìn này, nhìn cái đôi dép của anh có gì khác biệt không? Có, hạt lở nó lọt vào dép của anh phải không? Ờ đúng rồi, cái dép của Thắng này lỗ to nên là mấy cái hạt lở nó lọt hết vào đây.